mái mọc đẹp cho Dung ạ. Matteo, ra mà ra sẽ bị vui từ bố đi được. Khoai cũng đã mọc các bạn, anh em cũng đã cho mọi người thu hoạch khoai đến nay mà đã. Đấy đây, đã lên đây. Ok, hello chào các bạn. Ok, hello chào các bạn, mình tên Matteo. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Đấm Mô Lù Vlog, cuộc sống ở châu Phi. Thì hồi nãy mình vừa ở trong đăng trại của hai bạn phía trong đó các bạn. Cũng như là hôm nay anh em mình vào đây các bạn. Cũng như là đến ngay các bạn. Đến ngay hỗ trợ cho tất cả mọi người là cũng như là gạo với là số tiền lương của mọi người hàng tháng này các bạn. Hả? Tao không? Vậy phải là tu đủ bộ một ní. Tu đủ vài kì. Tu đủ dân thì vài kì. Nên sẽ kéo mọi người lại các bạn. Kéo mọi người lại là sẽ đi thăm quan một vòng. Đây là cũng như là đầu với là khoái này như thế nào đây các bạn. Đây các bạn, đây là đầu này, đây là sổ đầu và anh em mình đã trồng đấy các bạn. Bây giờ cũng đã lên rất là đẹp rồi. Đấy, thế hôm nay mình vào đây cũng như là tiền thể là sẽ quay, các bạn sẽ quay cho tất cả các bạn được biết sổ đầu anh em mình trồng cũng như là sổ khoai. Này, sổ khoai của anh em mình đã trồng như kia là nó như thế nào đây các bạn? Là lên đẹp hay chưa? Thì hiện tại giờ là sổ đầu lên rất là đẹp các bạn. Rất là đẹp luôn. Mũi tụ bún đi tụ đi Matteo. Mũi tụ bình. Anh bé đây. Tên nó đẹp các bạn, đẹp rất là đẹp. Này, tần xuống dưới kia các bạn. Tần xuống dưới kia luôn, tất cả là phía bên này, tất cả phía bên này là anh em mình trong đầu. Tụi vai kia ra. Tụi vai kia. Capi cái củ đầu. Mình tụi capi đi. Đây, hiện tại là các bạn, hiện tại là tụi phát ra chào các bạn nghe. Yeah. Hiện tại là ở trong trại này các bạn, anh em mình cũng đã quay đến những video trước rồi, anh em mình cũng đã nói rồi. Hiện tại ở đây là anh em chỉ giữ lại là 4 bác tổ trưởng tổ nhóm các bạn, cũng như là trông coi trang trại cũng như là chăn nuôi các bạn, gà với lại là trông coi trang trại thôi nha. Tu đủ bộ. A ghi hô dự ra. A ca bộ mệt ní. Eo ya camera. Kệ. A đô. Cùng Campu a ghi. Hả? Cùng Campu ní. Campu hả? Cùng Campu. Để bộ đã tu đủ đi gian thì. Đây là bà kì. Ta vậy? Dạ, ao ra vai vi gì ta? Anh phê giáo. Công tu đủ bờ ta ta pha gian ta. Hả? Ta vậy? Ao ra vai vi gì ta ní? Sẽ là để mọi người đi tham quan một vòng các bạn. Sẽ sau đó là sẽ lên là gửi tặng đến mọi người là số tiền lương cũng như là số gạo mà hỗ trợ mọi người hàng tháng này các bạn. À kì, on tay ngay gia phá là? Sì. Cái nhà gia quạt đã? Gia quạt đã xin xe. Quán tù? À mai. Mà tăng bi phi lưu? Sì. Bi kè nu? Sì. Tăng đôi vết? Ai có ra tăng đôi vết? Sì. Quán tù? Agora tem quatro pequenos. Bi quatro pequenos? Sì. E um grande. Aquele o primeiro. Sì. Tudo já guarda? Sì. Os demais estão ainda na mata. Ali como goa. Quanto? Tem sete na mata. Sete? Sì. Já. Một số, bà cái nói các bạn, bà cái nói là một số hiện tại giờ nó đã đẻ được thêm một lựa nữa các bạn, một lựa nữa có 4 con nhỏ thôi. Với lại là đã bắt được một con của cái lựa trước, với lại bố mẹ con là chết đi. Con 7 con hiện tại nó chưa bắt được. Thì lần nữa anh mình sẽ nói với mọi người cũng như là lần nữa anh mình sẽ lên quay cho tất cả các bạn được biết là hiện tại là số gà nó như thế nào đây các bạn. Thì lần nữa anh mình sẽ quay cho các bạn được biết. Ara vai vigita ní. Này, đầu bên này cũng đã lên rất đẹp đấy các bạn. Xanh mượt luôn. À kì, phê giao ao ra mê tê kì. À bao nhiêu cũng à đô bù tao bông? Não, ainda falta um bocado, chefe. Falta um bocado? Sim. Tem quanto? Assim, esse mês como já tá no fim. Mais grande, já mê tê tá bom? Já mê tê tá bom. Thì anh em mình, yeah, thì anh em mình đang hỏi mọi người, bạn đang hỏi mọi người là như thế này là đầu như thế này là bỏ được đà mấy lần như bạn? Thì mọi người là nói là nó đang còn bẻ đấy bạn, đang còn nhỏ là chưa bỏ được, đang đợi cho nó to thêm một tí nữa thì bỏ được. Tá bom? Đê bôi? Sim. Mete tabu, hả? Phá la công yêu. Eo con mara kì. Adobu. Công nga bao nhiêu. Vai kì. Mete tu đù. Phê rào ní. Tabu. Tất cả bên đầu các bạn. Anh mình nói với mọi người là khi nào mà bỏ được cái lấn đàm thì mọi người để hỏi mọi người, để mọi người nói mình, để mình mua lấn đàm vào để cho mọi người bỏ đấy các bạn. Để sau này cho có thành quả đấy các bạn. Sẽ bỏ lấn đàm thì quả chắc chắn nó sẽ to hơn nữa các bạn. Đây, phía bên này. Anh em biết tiêu quá. Muito água, sim, chefe. Phía dưới đây đang có nước chưa làm được bạn ạ. Mà hiện tại giờ làm là cũng là sợ không kịp đấy. Tất cả vẫn là đầu của bạn. Còn phía bên này là khoai lang. Này, khoai lang thì em cũng là trông rất đẹp luôn. Giá tên capi ní. Khoai lên rất đẹp các bạn. Lên xanh luôn, lên xanh mượt luôn. Tất cả phía bên này là em trông khoai.
Bây giờ đã lên đây mà, lên rất đẹp rồi. Đã, như thế này là cha con tù mệt cha cái bộ su vào. Đôi mệt. Còn hai thằng nữa hết mấy bạn, hai thằng nữa thì khóa đây này. Ai có đặt tập bình? Cha đều đều vừa ta tán đi. Hai thằng nữa bạn, hai thằng nữa thì khóa đã kịp ra củ rồi, cũng như là đến mùa nặng thì là sẽ thu hoạch được đây các bạn. À, không sợ nữa, này cũng đã kịp thời là trồng được một mùa khóa nữa đây các bạn. Ta bây, hả? Cũng tụi buồn đi tụi. Tôi đủ đi qua lý ní. Bắt xa về. Thì đi thăm quan một vòng các bạn, là sẽ lên gửi tin lưỡng, cũng như là đến quay cho các bạn được biết là gà, này số gà rừng các bạn, số gà rừng là hiện tại là như thế nào, tại vì là anh em mình cũng đã đọc được rất nhiều bình luận của tất cả mọi người là quay đến hỏi là số gà rừng như thế nào đó đây các bạn. Thì hôm qua anh em mình đã nói với mọi người là đi buổi tối các bạn, buổi tối vào đồng rừng này xem nó ngủ ở đâu để bắt lại này, thì mọi người cũng đã bắt được một số rồi, còn một số thì đã bay đi không bắt được, thì hôm sau mọi người sẽ bắt, thì anh em mình sẽ quay tiếp cho các bạn được biết. Tabo hả? Ok, rất tình cảm pin ý. Chà mà tu đủ bồ phù vai ayuda thì là capi tap bà hả tap bà bên agi áo ra rất sao biêu agi mũi tụ ao tụ hả agi ô tụ đủ điên ý cha ma tụ đủ bô vù vai mê tê agi hả tụ đủ copy a bệnh này mê tê agi này tap bà hả tap bà đi hả tap bà thì là capi agi tap bà bên ấy đi bôi tap bà đi bôi đi đều mũi tụ bởi ta ta hả ra sao bình ý này, thì các bạn cũng đã bị đấy các bạn, chỉ là nói quá thôi, hướng dẫn quá cho mọi người hiểu để là hôm sau mọi người để đấy các bạn agi iguaeli hả iguaeli cho mấy tên đủ cháo hả ta bà hả agi ta bà bên ta bà đôi na đủ ao đủ để bôi ra đều mũi tù bởi ta 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 bê đây. Hiện tại là con có bốn bạc tổ đường nhỏ các bạn, nhưng mà đang làm này số cỏ cù đầu rất là đẹp luôn này, cù đầu đấy bạn, cù đầu đây năm nay là được thêm mua cù đầu nữa đấy agi ấy à, không thấy đâu nhỉ đây Mateo ơi. Cù đầu đấy bạn này, đây là to đấy, mình muốn thủ cái đàn để hú thôi. Đây sẽ bởi mấy hù mà xem thế nào. Tại vì số củ đầu này em mình cũng trông trước đấy các bạn. Số củ đầu này anh em mình trông trước đấy. Bây giờ cũng đã to rồi, cũng là để lúc thu hoạch được rồi. Thì bây giờ cái này là anh em mình chờ. Đây, củ đầu được dùng đây. Đây, quá trời ơi. Đấy, u trời ơi. Dậy tí tí cùng đây. Ui, minh tù cửa, minh tù. Đây, củ đầu đấy các bạn, đã thu hoạch được rồi. Này tao bình đi agi super đã đẹp ơi sepi bolu tala je agi ra liga agi odru komara vai vende vende turu eli tira turu vende eli tao bình này mình đang nói mọi người các bạn là cũng đã đến lúc thu hoạch được rồi các bạn, thì đang nói với mọi người đây các bạn, đang nói với mọi người là sẽ chơi như đông quá, cũng như là sẽ gọi điện nhá thương lại các bạn, thương lại là đến là thu nhập số đường lương lợn cũng đâu đúng không các bạn. Ta bây hả tôi đủ đi qua đi sẽ bởi bên này xem cái giọng nhỏ ô trời ơi mà đéo vậy đấy rồi. Hai nông trại là củ đầu nào cũng như nhau các bạn, này củ đầu này đúng này tháo ơi thì xem dễ nhỏ nó có củ mà phi bì kê nù ní tanh đâu tanh tôi đủ tanh hey. Đây các bạn, dãy nhỏ nhỏ mà củ như thế này luôn này. Đây. Đây, dãy nhỏ như thế này mà củ này. Đây. Ui. Ừ. Ở đến mặt luôn mà. Agi. Ê. Đây. Có củ to củ nhỏ. Agi mút tụ cái đan để agi bị kèn đủ. Agi bị kèn đủ. Agi cái đan để. Đấy. Ta bô. Ta bô bao lù. Ta vai tia ra tu đủ. Khoại nhỉ. Bới mài luôn này. Đây. Mút tụ cái đan để. Ta bê. Đấy. Đây toàn bộ bên đây là củ cùng là củ đầu các bạn. Hiện tại là hai đống trại là củ đầu rất là nhiều luôn. Ta bằng ta bà bên đi. Đi vai về với ta ga nhỉ. Các đi nha. Đấy thì bây giờ anh mình sẽ lên quay các bạn, lên quay cho các bạn được biết là số ga các bạn, số ga hiện tại to như thế nào thôi.
Đấy. Núi Tù Bênh ấy. Này, có bộn bạc tổ trường từ nhỏ các bạn. Hiện tại đây trong có đang trài nhưng mà cỏ dại cho rất sạch sẽ đó các bạn, rất sạch sẽ luôn. Này, từ đấy là rất sạch sẽ luôn. Gà, gà đang chuẩn bị vây đấy các bạn. Đây, số gà anh mình nuôi đấy. Bây giờ lại lạc đạc về đấy. Aki, phải chào Aki. Agora muito grande, né? Tudo passa, passa aqui para dar deu ele, passa lá em cima. Các bạn, đấy là con tó này. Đây cái con đang chạy đấy. Đây cái con này là cái con của lựa trưởng các bạn này. Này cái con của lựa trưởng mà hiện tại đang có 7 con. Aki ya, foi sete tí đi. Hiện tại đang còn 7 con mà, đang còn 7 con. Đang bay mất. À, model set. Model set. Đây, 14 con mà sống được 8 con. Tó như thế này là gần bằng mè rồi. Này, đấy, cái bên đó quay lại cho mọi người coi. Đây, 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 đây con này, đây con này các bạn, con đây, con nhỏ nhỏ như vậy. Đã băng bố mẹ đấy. Vì hiện tại giờ đã đẻ thêm một lựa nữa các bạn, đã đẻ thêm được một lựa nữa được 4 con này. 4 con nhỏ nhỏ đó 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 đó, 4 con nhỏ đó các bạn. Tênh quá tụi đủ. Eli đều bên tình nhu ra lê vã kì. Đấy, cái lựa này là mọi người đẻ ra thì mọi người không biết các bạn, thì mọi người là nó từ mang con về đấy. Ta bởi phết xa đi, phết xa. Tất cả những video mà anh em mình quay thì cũng đã đọc được tất cả những bình luận của các bạn ấy bạn là quay sổ gà rừng cũng như là gà đấy cho mọi người được biết các bạn. Thì hôm qua anh mình cũng là ghé vào nói mọi người là buổi tối các bạn, buổi tối bắt để nhột vào đây. Nhột vào đây để hôm nay anh mình vào quay cho mọi người được biết. Thì chỉ mới bắt được 4 con nhỏ mới đẻ vừa rồi đấy các bạn, cũng như là một con tó của lựa trược với là bố mẹ nó thôi. Thì là hiện tại đang bảy mất 7 con, thì hôm nào mà mọi người bắt được tiếp 7 con lại thì anh mình sẽ quay cụ thể cho tất cả mọi người được biết. Dạ, ta bây. Bữa nói tí ní. Đôi mi của đồ mi của kì. Vai kì. Bê gà. Bê gà tu đủ ê lì, xe tì ê lì. Quát đà, ca đen tu đủ ca dạ ê lì. Hả, ta bây. Bữa nói tí ní. Dạ, vai. Bê gà tu đủ. Hả. Này, thì mình đang nói mọi người là tội này các bạn, tội này là sẽ đá rinh, nó ngủ tiếp là sẽ bắt về. Bắt về là sẽ nhột ở lại đấy hết. Công an bắt ra kì. Amara aja, ha? Phết xa ya bega, leva kaja, amara aja, này. Nói mọi người là, nói mọi người là, nói mọi người là bắt được là bộ cảnh luôn, không cho bay nữa. Để nó đeo lù, nó đeo eli, đi. Boa, ha? Nó đeo eli boa. Agora vai que tira arroz. Hả? Công cam vô. Hả? Ta bây. Dạ. Thì bây giờ là cũng đi quay thám một vòng nè các bạn. Cũng đi thám một vòng nữa thì bây giờ là sẽ là đến ra có mình kêu mọi người đã là gửi đến mọi người là gạo các bạn. Gạo cũng như là số tiền lương mọi người đã cũng đã đến tháng đấy các bạn. Cũng đã đến tháng hỗ trợ mọi người. Hả? Aki arroz. Aki. Aki quadru arroz. Kamu duduk kambu, kambu lagi. Eh, jaga warna lagi, ha? Apa nama burka? Lagi? Okay, my belly. Ya. Surinyo. Dansa. Dansa, bang. Ah, lagi. Muito obrigado. Ya, tá bem. Ya, ni? Kamu lu, ya, pala. Agora? Sung saku arut. Ya, sebiu mami tu dengeru. Ha? Agora tudo muito trabalha bem, né? Agora aqui tem quatro. Contra bem, faz ainda. Aí. Fez ao, com tudo batata, com galinha, né? Com cal, né? Tudo contra bem, né? Muito trabalha bem, né? Thì mình đang dặn mọi người các bạn là sẽ là cố gắng làm việc tốt hơn cho để cũng như là những trang trại khác các bạn thì cũng là dặn cho mọi người là làm việc tốt hơn cũng như là để nông trại ngay một sáng đẹp hơn các bạn. Agora bambu cambu đi. Cambu ha? Cambu. Aqui. Eu já tá louca. Tudo quem tu quem tu công du yên tu ha? Canh cái du yên tu. Eli. Đây ai anh em mình cũng là có đổi được một số tiền 200 các bạn. Nó sẽ để cho mọi người là chi tiêu trong bản nó được dày hơn. Tay này đặt đào ca vào kì. Củ đậu. Aqui. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis,
7, 8, 9, 10. Hả? Mai về liền. Dạ, ta bình. Dạ, dạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hả? Obrigado. Ta bình. Đây, muito obrigado. Aqui. Duyendo, duyendo, né? Sim. Só um tamo, né? Só um tamo. Tamo aí. Aqui. Đệt mil, né? Obrigado, obrigado, chefe. Tudo conta bem. Con tôi ra bay công phim mà bay. Này nói mọi người các bạn, nói mọi người là đếm lại. Đếm lại là có đủ không? Có nghĩa là có tờ nào rách không? Dạ? Vai xe cả. Ta bay. Vai xe cả. Dạ xe cả. Hả? Con ta bay, con ta bay. Canh xe đi cùng. Hả? Em có sentir muito alegria. Senti como? Muito alegria como que hoje o nosso vida na vida recebemos, nos deram nossa, nosso dinheiro. Agora sim. Tamo bem, vamos comprar qualquer coisa, sal, sabão, óleo. Tá bem. Muito obrigado, meu filho. Não tem problema. Tá bom. Cũng là những lời cảm ơn bạn, cũng như những lời cảm ơn đến Trường Đông, cũng như tất cả những người Việt Nam cũng đã quan tâm, ủng hộ đến tất cả mọi người đấy các bạn. Nhá, tạm biệt. Sí, sí, sí. Thì ok mà, như trên đầu video anh mình cũng đã nói đấy, là hôm nay là vào đây cũng đã đến ngay hỗ trợ tiền lương cho tất cả mọi người, cũng như một số gạo đấy các bạn. Thì mà một người là một bao gạo, cũng như là 10.000 quán giá đấy các bạn. Thì bây giờ cũng đã gửi tặng mọi người rồi. Thì bây giờ là để mọi người cái mau cắt, cũng như làm việc một tí nữa là sẽ về nhà. Để bôi lê và ca giặc của nhà Aaron ấy. Dạ, để mua lê cùng phi liu, cùng mẹ. Hôm nay có lương các bạn, cho mọi người, để mọi người về sớm hôm là nấu ăn cùng gia đình để bữa cơm gạo các bạn. Thì bây giờ là đã gửi tặng đến mọi người rồi. Thì video này anh em mình xin phép được dừng lại tại đây. Nếu các bạn thấy video hay, ý nghĩa, hãy cho anh em mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh Double Vlog Cuộc Sống Ở Châu Phi, để anh em mình có thêm nhiều động lực ra nhiều video hay, cũng như giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn để mình nội Châu Phi nha các bạn. Chào các bạn. Dạ. Tôi đủ qua đá bệnh ý. Qua đá bệnh vai. Qua một tên lá bồ củ. Lê vai Arot vai cài. Tôi gia đa tôi đủ. Đa mù lê công phi liều. Có mẹ hết. Dạ. Ta bây. Đây các bạn, hiện tại là con có 4 bạc thôi, nhưng mà nông trại là này, cỏ giả là rất sạch sẽ đó các bạn. Đây, từ bên này sang bên kia thì anh em cũng đã quay cho tất cả mọi người thấy đấy. Đây, cỏ giả đây, rất sạch luôn. Đây. Mà thấy em ăn xả đây. Ăn xả đây. Đâu có mẹ xả. Xả các bạn, anh mình trồng xả mua nặng mà bây giờ là ở ngoài kia cũng như vậy, ở đây cũng vậy là toàn bộ là xả luôn. Anh giật tiền mấy tên mai vết. Này, cái này. Các bạn này, tỉ đá các bạn, tỉ đá trị trồng thêm một hàng này nữa. Minh tù xả đi. Dạ. Minh tù gà đàn đi. Dạ, ta về. Vậy là vào.